Tình trạng bỏ bến, xe buýt phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn đường của phương tiện khác dường như chưa ăn thua với các loại xe buýt ở Hà Nội. Thêm vào đó, nhiều xe buýt ngay trong nội thành nghênh ngang vượt đèn đỏ như chỗ không người. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Dân Trí vào trưa và chiều ngày 8 tháng 5 năm 2013, tại một số tuyến đường như Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải liên tục xuất hiện các xe buýt vượt đèn đỏ. Liệu điều gì sẽ xảy ra nếu như những chiếc xe buýt vượt đèn đỏ kia đâm vào ai? Có lẽ đó sẽ là một tai nạn vô cùng thảm khốc giữa thủ đô Hà Nội. Trải trăm hương đi muôn lối qua bao lầm than, mặc đời bon chen đảo điên, ta mãi mê không ngừng bước chân. Dòng đời trôi không dứt, bao cay đắng trong cuộc đời ta. Đời gian chuân nắng mưa, ta vẫn bước trên con đường.